Chào mừng các em quay lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn Toán lớp 4, bài 27, luyện tập trung. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, số gồm 20 triệu, 20.000 và 20 viết là. Ở đây chúng ta có 4 đáp án là A, B, C, D. Thì các em sẽ chọn đáp án nào? Như vậy, chúng ta sẽ phân tích như sau. Số gồm 20 triệu, 20.000 và 20. 20 triệu, chúng ta có 20 triệu. 20.000. 20.000 tức là chữ số ở hàng trăm nghìn bằng 0. Do đó chúng ta có 020.000. Và 20 tức là chữ số ở hàng trăm bằng 0. Tiếp theo, chúng ta có 020. Như vậy, đọc cả số là 20.020.020. Thì so sánh với các đáp án trên, chúng ta sẽ có đáp án D là đáp án chính xác, 20.020.020. Như vậy các em sẽ khoanh tròn vào chữ D. Tiếp theo các em sang câu B, giá trị của chữ số 3 trong số 653.297 là. A là 30.000, B là 3.000, C là 300 và D là 3. Đáp án nào là đáp án chính xác? Ở đây muốn tìm giá trị của chữ số 3 trong số 653.297 thì các em phải xác định xem chữ số 3 nó thuộc hàng nào. Ở đây chữ số 3 thuộc hàng nghìn của số 653.297. Chữ số 3 thuộc hàng nghìn. Do đó giá trị của chữ số 3 là 3.000. Vì vậy các em sẽ khoanh tròn vào đáp án B, tức là khoanh tròn vào chữ B. Tiếp theo các em sang câu C. Số lớn nhất trong các số 725.369, 725.693, 725.936 và 725.396 là. A, B, C, D. Ở đây, để tìm ra số lớn nhất trong 4 số mà bài toán đưa ra thì các em cần phải so sánh được 4 số này với nhau và tìm ra số lớn nhất. Chúng ta có một nhận xét đầu tiên là 4 số này đều là các số có 6 chữ số. Do đó muốn so sánh được thì các em cần phải so sánh các chữ số trong cùng một hàng của 4 số theo thứ tự từ trái sang phải, tức là theo thứ tự từ hàng cao xuống hàng thấp. Ở đây, 4 số này đều có 3 chữ số đầu tiên, tính theo thứ tự từ trái sang phải là 725. 3 chữ số đầu tiên của 4 số này tính theo thứ tự từ trái sang phải bằng nhau. Như vậy, chúng ta sẽ so sánh tiếp chữ số thứ tư của 4 số này. Chữ số thứ tư của số 725.369 là 3. Của số 725.693 là 6. Của số 725.936 là 9. Của số 725.396 là 3. Thì trong các số, trong các chữ số 3, 6, 9 và 3 thì chữ số 9 là chữ số lớn nhất. Do đó số lớn nhất trong 4 số mà bài toán đưa ra là số 725.936, tức là các em khoanh tròn vào chữ C. Tiếp theo các em sang câu D. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 2 tấn 75 kg bằng chấm chấm kg là. A là 275, B là 2750, C là 2057 và D là 2075. Thì đáp án nào là đáp án chính xác? Muốn biết đáp án nào là đáp án chính xác, các em cần phải đổi 2 tấn 75 kg bằng bao nhiêu kg, sau đó các em sẽ so sánh với các đáp án. Chúng ta viết 1 tấn bằng 1.000 kg, như vậy 2 tấn các em sẽ lấy 2 nhân 1.000 và bằng 2.000 kg. Do đó 2 tấn 75 kg thì sẽ bằng 2 nhân 1.000 cộng với 75
và bằng 2075 kg. 2075 là đáp án chính xác. Do đó các em sẽ khoanh tròn vào chữ D. Tiếp theo các em sang câu E. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 2 phút 30 giây bằng chấm chấm giây là: A là 32, B là 230, C là 150 và D là 90. Muốn biết đáp án nào là đáp án chính xác, các em sẽ đổi 2 phút 30 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút bằng 60 giây, như vậy 2 phút sẽ bằng 2 x 60. Như vậy 2 phút 30 giây sẽ bằng 2 x 60 cộng 30. 2 x 60 bằng 120, 120 cộng với 30 bằng 150. Như vậy 2 phút 30 giây bằng 150 giây. Đáp án chính xác chính là chữ C. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối lớp 4 ở một trường tiểu học. Chúng ta có biểu đồ số học sinh tập bơi của khối lớp 4. Dựa vào biểu đồ hãy viết tiếp vào chỗ chấm. Các em quan sát trên biểu đồ và viết tiếp vào chỗ chấm. Câu A. Lớp 4A có bao nhiêu học sinh tập bơi? Các em quan sát trên biểu đồ lớp 4A. Biểu đồ hình cột của lớp 4A. Các em quan sát trên đỉnh hình cột tương ứng với số 16. Như vậy lớp 4A có 16 học sinh tập bơi. Tiếp theo câu B. Lớp 4B có bao nhiêu học sinh tập bơi? Các em quan sát hình cột của lớp 4B. Biểu đồ hình cột của lớp 4B. Đỉnh hình cột tương ứng với số 10. Như vậy lớp 4B có 10 học sinh tập bơi. Câu C. Lớp nào có nhiều học sinh tập bơi nhất? Ở đây chúng ta quan sát các hình cột, các biểu đồ hình cột của 3 lớp 4A, 4B, 4C. Lớp nào có biểu đồ hình cột cao nhất thì lớp đó có nhiều học sinh tập bơi nhất. Ở đây lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất. Đỉnh hình cột của lớp 4C tương ứng với số 19. Như vậy lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất. Tiếp theo các em sang câu D. Số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn của lớp 4A là bao nhiêu học sinh? Các em quan sát trên biểu đồ. Ở đây chúng ta có số học sinh tập bơi của lớp 4A là 16 em, của lớp 4B là 10 em. Như vậy số học sinh tập bơi của lớp 4B ít hơn số học sinh của lớp 4A là, các em sẽ lấy 16 trừ 10 và bằng 6. 6 học sinh. Tiếp theo các em sang câu E. Trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tập bơi? Ở đây để tính trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tập bơi thì đầu tiên các em sẽ tính tổng số học sinh tập bơi của 3 lớp. Sau đó các em sẽ lấy tổng đó chia cho 3. Ở đây chúng ta có tổng số học sinh tập bơi của 3 lớp. Lớp 4A là 16 em, lớp 4B là 10 em và lớp 4C là 19 em. Các em sẽ lấy 16 cộng 10 cộng 19. Được kết quả bao nhiêu các em chia cho 3? Như vậy sau khi thực hiện phép tính chúng ta được kết quả bằng 15. Như vậy trung bình mỗi lớp có 15 học sinh tập bơi. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất là 20 km. Quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng quãng đường ô tô chạy được trong 2 giờ đầu. Người ta hỏi giờ thứ ba ô tô chạy được bao nhiêu km. Thì dựa vào nội dung của bài toán, chúng tôi sẽ phân tích cách giải bài toán này như sau. Để tính quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba thì các em dựa vào chi tiết mà bài toán đưa ra là quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng quãng đường ô tô chạy được trong 2 giờ đầu. Tức là đầu tiên các em cần phải tính được tổng quãng đường ô tô chạy được trong 2 giờ đầu là bao nhiêu km. Sau đó các em sẽ chia cho 2 để tìm số trung bình cộng. Thì để tính tổng quãng đường ô tô chạy được trong 2 giờ đầu thì các em cần phải tính được giờ thứ hai ô tô chạy được là bao nhiêu km. Chúng ta biết giờ thứ hai ô tô chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất là 20 km. Do đó chúng ta sẽ có giờ thứ hai ô tô chạy được. Các em sẽ lấy giờ thứ nhất là 40
cộng với 20, bởi vì giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất là 20 km, tức là các em lấy giờ thứ nhất là 40 cộng với 20 bằng 60 km. Giờ thứ hai ô tô chạy được 60 km, giờ thứ nhất ô tô chạy được 40 km. Như vậy giờ thứ ba ô tô sẽ chạy được, các em sẽ lấy trung bình cộng của 40 và 60. Trung bình cộng của 40 và 60, các em sẽ lấy tổng 40 cộng với 60 được bao nhiêu, các em chia cho 2. 40 cộng 60 bằng 100, 100 chia 2 bằng 50. Như vậy giờ thứ ba ô tô chạy được là 50 km, và chúng ta có đáp số là 50 km. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình chuông để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.